Nào, đúng rồi. Ôi, xin chào tất cả anh em nhá. Đã lại quay trở lại với một khoảng trời riêng của anh em chúng mình. Hôm nay anh em mình vào một ngày chỉ gọi là gió hiu hiu thôi. Vừa làm xong siêu phẩm carbon 5m4 nha anh em nhé. Áo của ai nhỉ Tuấn nhỉ? Nguyễn Thị Thu Dịu. Không là Bùi Thị Anh Tuấn. Đây là áo của Nguyễn Thị Thu Dịu và cộng với Anh Tuấn. Vâng đúng rồi anh. Lắp rồi. Mình không cần, mình chơi với bé con đi thôi. Trong lúc chờ đợi lắp diều thì anh em cùng chiêm ngưỡng bộ còng đôi đai đồng này nhá. Nhân 10. Bộ nãy về đêm trăm bao nhiêu nhỉ anh Toàn nhỉ? 101. Nải vải ấy nhỉ? À này, nải gạc nha anh em nhá. Nải gạc. Đấy gạc. Bọc đồng bộ này chắc phải hơn cân đấy. 101. Gió cũng không được ok nên là không dám chơi 6 dàn. Trống này rồi kêu gớm mặt luôn đấy. 101 xem được bao nhiêu gang nhá. 1, 2, 4, 6, 8, 10, đúng nhân 10 thật. Cộng đôi. Đấu cánh carbon. Bộ vai flip nha anh em nhá. Nan đuôi đây. Bằng sắt luôn. Bằng sắt anh ạ. Rút cái nan ra cho anh nghe anh nó xem. Không cái là chất lượng nha anh em nhá. Không cái là cực kỳ chất lượng đấy. Sắt đi. Đâu tất cả những cái nan này là ông giúp đéo muối đấy chứ. Yên nó vào đâu mà. Uống cái cái ngon nhẹ mà cứng lắm. Dây đèo Amiang 3 ly 2. Đây là vai dưới nha anh em nhá. Vai dưới. Vai trên to hơn. Em chỉ lắp cái đốt này thôi. Biết có đâu mà lắp. Cắm vào đây đi em ơi, có cái đéo không? Ngược rồi, đảo lại, đúng rồi. Lắp trên trước. Rất to nha anh em nha. Không biết gió này có lên được không đã, nhưng cứ tạm thời lắp vào đã. Tì vào cầm rộng tay ra. Cầm rộng tay bên kia ra. Đấy em cầm rộng tay ra. Một người cũng nắp được mà Phong. Em cầm rộng tay ra. Tay cái tay cầm kìa. Đấy em đăng ký rồi. Anh đây đi. Vào đó. Giỏi làm đi. Diệu người ta cũng nắp được. Diệu người ta đấy. Lắp sai kỹ thuật rồi. Sai kỹ thuật rồi. Đúng rồi. Đầu cánh trên này đúng rồi. Anh cứ để im hết đi. Nắp dưới thôi. Tì vào là được. Đấy. Có cách vắt tì vắt là được.
Rồi, kéo áo thôi, nhẹ nhàng, bình tĩnh thôi. Dáng này là dáng đúng dáng Thái Bình anh em nhá, đuôi Thái Bình nhá. Vầng trăng khuyết đấy. Vầng trăng xưa em ơi, còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao. Và nụ hôn cho nhau. Này là chính xác là 5m3 hay 5m4 nhỉ? Tối nhỉ? 5m4. Con ở đây chẳng đuôi chưa có thả cái gì. Dây em có à? Bao nhiêu? Từ đã, kéo khóa đây em ơi. Khóa cái cho vào đi. Rất to anh em nhá. Áo của Phạm Thị Thí Diêm. Rồi, công cuộc chằng dây sáo đã xong xuôi hết và bây giờ là đến chằng sáo anh em nhá. Đây, lúc nào cũng có cả một tiểu đội. Gì chứ 5m4 thì quá đơn giản. Sợ con diều 3m5 mà cứ như 7m ấy nhỉ. Vâng, 15 giờ rồi, chào anh nhá. Ừ, chào anh em nhá. Sợ con diều. Con diều 3m5 mà cầm dài thế. Về nhá, tí 5 giờ quay lại nhá. Một đốt đại phong bên này thêm tí. À, thế không biết vỏ à? Để mình mua. Chẳng trước cái này hết ngày. Ngắn quá, ngắn quá. 2 giây cơ mà. Thì chịu lơ ở trên này. Đấy, đúng rồi. Tạm thôi gì? Tạm thôi. Dây bé này chơi gì? Kia mỗi giây à, bên kia mỗi giây. Hai giây rồi cái dạng. Anh biết. Anh biết. Xích cả vào rồi, đâu nữa mà còn được nữa. Cả đây. Do người đang chơi chưa? Không, thế là được rồi. Không, úp quá. Bây giờ nó đã thấp rồi thì còn đeo úp xuống nữa thì đeo kêu gì? Thế là đeo đeo nhưng mà đây mới gọi là léo 30 ăn này. Ở phố kia 30 phần nào mình ăn. Rồi. Cần mẹ đi ra. Rồi đi thôi. Anh Toàn đâm nhé. Để mình anh Toàn đâm được rồi. Anh em găng tay đâu, chuẩn bị dây đi. Tơ anh Toàn à. Cuộn dây. Cẩn thận nhé, để ý cuộn dây nhá, không có rối ấy. Lộn ngựa. Rồi lên thôi, 5m4. Cộng đôi. Phải phối hợp truyền nguyên vào nhá. Đừng chưa được mà đã chạy là bỏ mẹ. Con này cánh vừa. Con này là vừa. Không cong được. Con này lên đẹp luôn ấy.
cực to anh em nhá. Nữa đi, nữa đi, còn to đùng này anh để ngắn dây chạy học cứt rồi. Sao không chạy được? Kia đông người, dài dây ra. Vừa luôn. Con này vừa luôn. Đang lít anh em ạ. Về với gốc diều thôi. Tiến đi anh lại ơi, tiến ơi, tiến về phía trước ơi. Cẩn thận đây, đồ hông ấy phòng ơi. Kìa cẩn thận em ơi, Phong ơi, đừng chơi dây của đấy. Cha của đấy nó cắm ngay đấy. Tới đi, cứ tới đi, tới nó, đừng để cho nó trùng quá em ạ, Phong ạ. Đừng để nó trùng, nó quay đầu ấy. Cầm nữa. Đúng dáng Thái Bình luôn anh em ạ. Đóng phim đi, đóng phim như anh lại mới là chuẩn đấy, đóng phim mới là chuẩn đấy. Đi vừa đấy Phong ạ, để lúc nào dây nó cũng căng. Đấy, đúng rồi. Đi vừa thôi, để lúc dây lúc nào nó cũng căng. Nó căng phát bung nhá. Nào, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cười làm gì, nó mất sức ra. Con này ngon luôn, vừa in luôn. Không lánh đâu. Không. Không lánh đâu anh à. Không lánh đâu. Phải phong ra anh ơi. Quay vào diều, quay đi làm gì. Đi đây, đi ở trước đi. Hay là để em đi. Thôi anh Phong ra trước đi, anh Phong ơi. Bắn cao lên đi, bắn cao lên đi Phong à. Không bao giờ tôi chơi những loại diều lôi người này. Bèo kéo kinh rồi đi. Dài nữa đi, dài nữa đi, đi nữa đi Phong à. Rồi, thế nữa. Cần dây kìa. Cần dây kìa. Chết. Thế thôi, thế là được rồi. Kệ rồi anh ạ. Bắt bò rồi. Cho mà bò thôi. Buộc dây cọc bò rồi. Trời ơi. Con thả hết rồi. Nặng nhờ. Thì bẹo lại kéo này đi thả okay kéo rồi. Được. Ok. Ok.